Du nhập vào Việt Nam từ đầu những năm 2000, dòng phim Tokusatsu đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho những bạn trẻ Việt Nam lúc bấy giờ. Chúng ta có rất nhiều dòng phim Tokusatsu lúc đó, đều là một phần tuổi thơ của thế hệ 8X và 9X. Kênh của mình chỉ chuyên về mảng Kamen Rider, nên hôm nay chúng ta sẽ bàn chuyên mục về Color thôi nhé. Ryuki, siêu nhân rồng, là một điều gì đó vô cùng vĩ đại. Trận chiến giữa 13 Rider, anh hùng hay ác nhân, thiện và ác lại gần với nhau hơn bao giờ hết. Tất cả họ không hẳn là chiến đấu về chính nghĩa, mà đó chỉ là một phần trong động cơ chiến đấu để giành được điều ước cuối cùng của bản thân mà thôi. Tất cả họ đều là những con người, chứ không phải là những anh hùng để bảo vệ một thứ gì đó quá mơ hồ chính nghĩa. Nó là một ấn tượng vô cùng sâu sắc về một series phim ở đầu thập niên 2000. Về sau, chúng ta lại một lần nữa trỗi dậy làm fan của Toku khi DK ra mắt 2009 tại Nhật và vài năm sau tại Việt Nam, một cú hích cực kỳ lớn để dòng phim Tokusatsu tiếp tục phát triển. Và thời gian thấm thoát trôi đi, chúng ta đã đến Zio và thậm chí bây giờ đã gần một nửa thời đại mới Reiwa được trôi qua khi Kiss chính thức kết thúc, thời đại cũng đã dần thay đổi. Vậy những Kamen Rider nào là những Color thật sự được giới trẻ ở Việt Nam ngày nay vô cùng yêu thích? Đây là clip của mình nói về top 5 những Color có lượt view cực lớn tại một kênh YouTube và mình sẽ chỉ tổng hợp view trên kênh này mà thôi vì họ là kênh có thể coi là chính thống khi đăng trên YouTube mà không có bất kỳ vấn đề gì liên quan tới TOA và YouTube là một nền tảng được tiếp cận bởi nhiều người hơn so với những nền tảng web nên mình sẽ lấy đây chính là view trong video này để đánh giá xem bảng xếp hạng ai là Color có lượt view cao nhất tại thời điểm hiện tại. Kênh YouTube chính thức này chỉ ngừng lại ở nửa series của Dry nên từ God tới series của Kid mình sẽ không đánh giá nhé. Và việc những series về sau trừ Bill hay là SA ra thì cũng không có quá nhiều series thật sự làm lung lay được vị trí của năm series mình sắp kể tên. Không dài dòng nữa, bắt đầu với vị trí thứ năm nào.